Sau lễ đón trang trọng tại Phủ Chủ tịch, chiều ngày 20 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin tiến hành hội đàm trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hai nước. Hội đàm diễn ra tại Phủ Chủ tịch với sự tham gia của các quan chức cấp cao giữa hai nước Việt Nam-Nga. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin đã xem và nghe các văn kiện được hai bên ký kết. Theo đó, 11 văn kiện được ký kết trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo và đại biểu cấp cao hai nước, bao gồm một Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. 2. Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Nga. 3. Bản ghi nhớ về lộ trình thực hiện dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom. 4. Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt-Nga và Cơ quan Liên bang Nga về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm để phòng chống dịch bệnh. 5. Cho giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lô 112 cho tập đoàn Zaru -Benet. 6. Thỏa thuận hợp tác cho đổi khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga Ranepa. 7. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội và RANEPA. 8. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viện Đông, FEFU. 9. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kinh tế Cao cấp HSE. 10. Bản ghi nhớ về hợp tác tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Novatech. 11. Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Quản lý BVIM và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, RDIF. Tại họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin có ý nghĩa rất quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản giữa Việt Nam lên bang Nga và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025 chủ tịch nước tô lâm nói tổng thống vladimir putin và tôi vừa có cuộc hội đàm rất thành công và cho biết trong không khí cởi mở chân thành hai bên đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương chia sẻ quan điểm về các lĩnh vực trong khu vực và quốc tế cùng quan tâm vì mục tiêu phát triển đất nước hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới trên tinh thần đó hai bên nhất trí các định hướng giải pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga Trước đó, vào trưa ngày 20 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước với Tổng thống Putin. Việt Nam thực hiện nghi thức bắn 21 phát Đại Bác chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Nga. Theo lịch trình dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trước đó, chuyên cơ chở Tổng thống Putin hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội lúc 1 giờ 45 ngày 20 tháng 6, đánh dấu lần thứ 5 ông trở lại Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Những lần trước đó vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017 trong bài viết trên báo nhân dân trước chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam tổng thống nga vladimir putin chia sẻ tầm nhìn về lịch sử hiện trạng và tương lai của quan hệ đối tác nga việt nam Ông Putin cho biết, chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Văn kiện mang tính chiến lược này đã mở ra những cơ hội to lớn để củng cố và phát triển tổng thể quan hệ song phương. Trong giai đoạn lịch sử mới, nó đã tạo sung lực mạnh mẽ để quan hệ Nga-Việt phát triển ngày càng năng động. Ông viết, tổng thống nga đánh giá năng lượng là lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương cho biết hai nước đang nghiên cứu triển khai sáng kiến thành lập trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam với sự hỗ trợ của tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia liên bang nga rosatom ông putin nói tôi muốn nhấn mạnh rằng rosatom luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác việt nam trong xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia bao gồm cả việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong cuộc tiếp ông A.E. tổng giám đốc Rosatom tại Hà Nội chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với Nga trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vì lợi ích chung của cả hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Theo Thủ tướng, Việt Nam chưa có chủ trương quay lại phát triển điện hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu xem xét năng lượng hạt nhân như một giải pháp quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị phía Nga và Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nhân lực khoa học hạt nhân, vận hành lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt để có thể chạy thêm khoảng 8 tới 10 năm, kịp thời giải quyết vướng mắc để bảo đảm chất lượng và tiến độ của dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai. Hoàn ngành đề nghị của tập đoàn trong việc xây dựng trung tâm y học hạt nhân và nghiên cứu hợp tác phát triển điện gió. Tổng thống Putin cho hay, bên cạnh năng lượng hạt nhân, Nga và Việt Nam cũng tích cực hợp tác trong hoạt động khai thác mỏ, phát triển tiềm lực thủy điện. Ông viết, công ty Rus rất quan tâm đến việc tham gia tái thiết và nâng công suất của các công trình thủy điện trên các dòng sông Việt Nam. Trong lĩnh vực thương mại, Tổng thống Putin chỉ ra kim ngạch thương mại song phương Việt-Nga năm 2023 tăng 8% và trong quý 1 năm nay tăng hơn 1 phần 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu thống kê của Nga, theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, thương mại hai chiều Việt Nga năm 2023 đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ. Nga đã xuất khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu khoáng sản, máy móc thiết bị sang Việt Nam. Các mặt hàng Việt Nam như quần áo, trái cây, rau quả và các sản phẩm nông nghiệp khác cũng đã được đưa tới thị trường Nga. Ông Putin cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam ký kết năm 2015 đã tạo điều kiện củng cố và phát triển những xu hướng tích cực này. Hai nước chúng ta có khả năng thanh toán bằng đồng nội tệ, rúp Nga và đồng Việt Nam. Năm ngoái, những giao dịch như vậy chiếm hơn 40% giao dịch thương mại song phương. Quý một năm nay, tỷ lệ này đã đạt gần 60% ngoài kinh tế việt nam và nga cũng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ông putin cho hay nga đã đào tạo nâng cao trình độ cho hàng chục nghìn chuyên gia việt nam trong nhiều lĩnh vực tổng thống nga cho biết chúng tôi dự định sẽ tiếp tục quan tâm đặc biệt đến quan hệ đối tác trong lĩnh vực này trong đó có tiếp tục đào tạo công dân việt nam tại các trường đại học nga bằng kinh phí từ ngân sách liên bang chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách thúc đẩy hoạt động trao đổi sinh viên và triển khai các dự án và chương trình học thuật chung ông đánh giá hợp tác trong lĩnh vực du lịch sẽ góp phần làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước tổng thống nga nhận định việt nam từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng ưa thích của người nga còn người dân việt nam luôn bị thu hút bởi những danh lam thắng cảnh của đất nước chúng tôi sắp tới việc tăng số lượng chuyến bay thẳng sẽ góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch nga tới việt nam và việt nam tới nga ông putin đánh giá cao việc hai nước có cách tiếp cận tương đồng hoặc gần gũi về các vấn đề cấp thiết và quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương then chốt trước hết là liên hiệp quốc lãnh đạo nga coi việt nam cùng chung quan điểm về xây dựng một cấu trúc an ninh á âu mới bình đẳng không chia tách bao trùm và không phân biệt đối xử ông cho hay chúng tôi cảm ơn các bạn việt nam đã thể hiện lập trường cân bằng về cuộc khủng hoảng ukraine và mong muốn thúc đẩy việc tìm kiếm con đường thiết thực giải quyết khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình tổng thống putin nhấn mạnh cùng với việt nam chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ song phương và phát triển hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước vì ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới ngay sau cuộc hội đàm trưa 20 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm. Cuộc gặp báo chí diễn ra trễ hơn dự kiến sau cuộc hội đàm kéo dài, cho thấy hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều nội dung. Phát biểu trước báo chí tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, chân thành người đứng đầu nhà nước đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của tổng thống Putin, nhấn mạnh nó diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Chủ tịch nước tô lâm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây và Nga cho biết Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trước cuộc gặp báo chí, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện được ký kết nhân chuyến thăm lần này, cụ thể gồm: 1. Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. 2. Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Nga. 3. Bản ghi nhớ về lộ trình thực hiện dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom. 4. Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt-Nga và Cơ quan Liên bang Nga về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm để phòng chống dịch bệnh. 5. Cho giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lô 11-2 cho tập đoàn Zaru Benep. 6. Thỏa thuận hợp tác cho đổi khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga Ranepa. 7. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội và Ranepa. 8. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viện Đông FEFU. 9 thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kinh tế Cao cấp HSE. 10. Bản ghi nhớ về hợp tác tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Novatech. 11. Bên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Quản lý BVIM và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga RDIF. Trưa 20 tháng 6, tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành hội đàm với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao hai bên đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa chủ tịch nước tô lâm và tổng thống putin trên cương vị mới chúc mừng nga đã đạt nhiều kết quả quan trọng và củng cố vị trí trên trường chính trị thế giới chủ tịch nước tô lâm khẳng định nhân dân việt nam và nga cũng như chính bản thân chủ tịch nước tin rằng quan hệ giữa hai nước đóng vai trò rất quan trọng chủ tịch nước luôn ủng hộ và trân trọng vai trò của ông putin đã đóng góp trong việc củng cố và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập hòa bình, có chính sách đối ngoại đa dạng và đa phương, nhưng vẫn luôn xem Nga là người bạn truyền thống quan trọng. Quan hệ hữu nghị với Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn thảo luận với các lĩnh vực và chủ đề chính liên quan đến việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam vì lợi ích của cả hai quốc gia. Vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hôm nay. Về phần mình, ông Putin nói Nga rất xem trọng việc phát triển đối thoại với ASEAN, trong đó có Việt Nam là quốc gia thành viên hàng đầu. Ông Putin nhấn mạnh, việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những ưu tiên của chúng tôi. Tổng thống Nga cũng đề cập đến các liên lạc thường xuyên giữa Việt Nam Nga thông qua các kênh quốc hội, bộ ban ngành, đảng, các tổ chức xã hội dân sự. Ông Putin cũng ghi nhận sự phát triển tiến bộ của quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai quốc gia. Tổng thống Nga cho biết Liên bang Nga sẽ kỷ niệm nhiều dịp lễ lớn trong năm 2025, bao gồm kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nga Việt Nam và 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Ông gửi lời mời Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Nga trong dịp nước này kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng